Xin chào tất cả các bạn, mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0987829002. Số điện thoại này mình dùng cho cả Zalo và Facebook các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay về một đơn hàng không được nhiều lắm nhưng mà cũng khá là đẹp. Đó là trúc Phật Bà. Chưa bao giờ mình bán mặt hàng này các bạn. Hôm nay vừa sưu tầm vừa chia sẻ cho các bạn thì có nhập về để cho anh em chơi hoa lan trên mọi miền tổ quốc. Trúc Phật Bà thì nó có một cái đặc trưng riêng. Nó hoa nó thì khá là giống với hoa hoàng thảo ngũ tinh. Nhưng mà để mà trồng thuần thì cũng trồng được. Và thân thì rất là đẹp, kể cả thân già. Thắt phình. Phải nói là rất là thích. Đấy, đang có nụ hoa các bạn nhé. Đấy. Trúc Phật Bà này thì mình bán ra cho các bạn giá là 450.000 đồng 1 kg. Rất là đẹp, phải nói là tuyệt vời luôn. Tết mà các bạn có một nhành hoa lan rừng như này trong khu vườn của các bạn hoặc là trong không gian nhà của các bạn thì phải nói là tuyệt vời luôn, không còn gì để mà chê nữa. Đấy. Và tiếp theo đây nữa là chuỗi ngọc, mình đã cắt tỉa nhé các bạn nhé. Đây, chuỗi ngọc đã cắt tỉa. Cắt tỉa gọn gàng, hầu như thân gãy rồi, còn rất là ít, tỷ lệ rất là nhỏ thôi. Đấy, rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn, rụng hết lá thì các bạn nhé. Cái này thì chuỗi ngọc này thì cũng ra hoa vào dịp Tết. Đấy, rất là thích. Mà màu sắc hoa thì có cả họng đen, có cả họng vàng. Rất là bắt mắt và cũng khá là dễ trồng. Chuỗi ngọc hàng đã cắt tỉa thì mình bán với giá là 220.000 đồng 1 kg. Đấy, anh em là có nhu cầu sưu tầm hay liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0987829002. Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Xin cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi kênh của mình. Mong rằng là những nhành hoa lan của mình chia sẻ cho các bạn thì sẽ phát triển tốt trên mọi miền tổ quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.